Kiểu lúc đầu mà em đưa cái chân gà cho mọi người xem, cái lúc mà chưa nướng thì ai cũng kêu là lần sau mà ăn cái này mẹ sốc. Ha, cả nhà ngủ ngon, em Phoi đi ngủ trước, bye bye. Mi gió thế nào nhỉ? Mi gió không? Mi gió đây. Xin chào cả nhà. Hôm nay em đợi ngoài trời quay video cho nó có không khí, với cả trời bên ngoài đang đẹp á, đang là mùa thu đẹp, cho nên em sẽ quay bên này mặc dù là chỉ ngồi nói chuyện thôi. Thì cũng có nhiều anh chị có hỏi em là kể về cái lần đầu tiên ra mắt mẹ chồng của em nó như thế nào. Thì lúc đó nhà em đã mới đang yêu nhau thôi, em và Yuri mới đang yêu nhau. Thì em qua Phần Lan theo lời mời của Yuri và bố mẹ qua để thăm đất nước, cũng như là xem em có thích bên này không, xem tương lai của em có muốn ở bên này không, với cả cũng như là để bố mẹ chồng gặp em á, bố mẹ chồng tương lai gặp em. Thì cái lúc mà em đến Phần Lan là vào giữa đêm, thì em vẫn hồi hộp chứ, em bảo Yuri là bố mẹ ngủ chưa, tại vì bây giờ mới xuống máy bay đang mệt mà bây giờ gặp bố mẹ thì cũng phải chuẩn bị tinh thần. Thì Yuri kêu là mẹ ngủ rồi, bố mẹ ngủ rồi, ngày mai mẹ phải đi làm sớm, tại vì mẹ làm y tá mà, mẹ Yuri là y tá. Thế là vào nhà, nhưng mà nhà em vừa bước vào nhà là chó sủa inh ỏi luôn. Ở nhà mẹ chồng có nuôi 6 con chó, là những con chó bị bỏ rơi được mẹ rước về nuôi chăm sóc. Tại mẹ rất là thương chó mà phải nhập từ Tây Ban Nha về, cho nên phải trả số tiền cũng nhiều á. Và mẹ đi làm cật lực chỉ để nuôi chó thôi á cả nhà. Cho nên em nghĩ, thì lúc đó em cũng nghĩ là mẹ là một người rất là tốt, rất là hiền lành, cho nên là mình không cần phải quá lo lắng. Thì lúc vào nhà, ok, em muốn uống nước với cả sợ đói bụng, thì nhà em xuống nhà bếp, Yuri sẽ mang đồ lên gác cất cho em, lên phòng cất cho em, và nhà em xuống bếp. Thì lúc nãy em muốn uống nước mà uống nước với cả ăn nhẹ trước khi đi ngủ, thì đấy đang uống ăn thì chuẩn theo rồi mẹ xuống dẫn theo một đàn chó, tại vì mẹ đi là mấy con chó nó đi theo, chó nó ngủ cùng phòng với mẹ mà. Mẹ xuống cùng với đàn chó, thấy em xong mẹ kêu darling, kiểu giống như là ơi con yêu, kiểu thế. Xong rồi mẹ lại ôm em, thì em cũng ôm lại mẹ thôi, thì cũng kêu là em kêu là rất vui được gặp cô, nhưng mà lúc đấy em gọi mẹ luôn, tại vì em không biết phải xưng hô như thế nào. Ở bên Phần Lan này họ thường gọi tên của nhau, mặc dù lớn tuổi họ cũng gọi tên, kiểu giống như là mẹ tên là Johanna nha. Thì giống kiểu em muốn gọi mẹ thì em kêu là em cứ kêu Johanna, cứ kêu như thế thôi. Hoặc là em nói với ai đó thì em chỉ cần nói tên mẹ thôi, chứ không cần phải kêu là. Đó cũng là một điều làm em hơi ngạc nhiên, hơi chựng lại. Và lúc đó em chưa quen miệng cho nên em quyết định là gọi mẹ luôn. Cho nên em không có quen cái từ kiểu kêu tên, kêu thẳng tên của người lớn như thế, cho nên là em sẽ gọi mẹ luôn. Thì như ở Việt Nam gọi là cô Johanna, hoặc là cô này kia, hoặc là gọi chú xong rồi mới gọi tên, nhưng mà bên này chỉ gọi tên thôi, không có danh, không có từ xưng hô phía trước là chú cấp bậc, chú cô anh chị gì cả, bên này chỉ gọi tên thôi. Cho nên lúc đó em không có quen, em gọi mẹ luôn. Rồi gặp bố em cũng gọi bố luôn. Thì lúc đó mẹ ôm thì cũng kêu là rất vui gặp rồi. Xong rồi mẹ không có nói nhiều tiếng Anh, mà em không biết tiếng Phần Lan, mẹ chỉ nói ít thôi á, thì chủ yếu là nhờ Yuri dịch. Đó, Yuri mới trở về sau chuyến du lịch vòng quanh thế giới, cho nên là ông ở ké nhà bố mẹ, ở ké, thực sự là ở ké. Tại vì ông qua tuổi 18 rồi thì cũng nên ở riêng. Thì lúc đó, trước đó thì ông ở riêng rồi, nhưng mà xong bán nhà để đi du lịch đó, rồi mới gặp em đó. Xong rồi thì lúc đó ngày hôm sau thì bố á, hôm sau thì em mới gặp bố. Sáng hôm sau bố xuống làm đồ ăn sáng cho cả nhà, bố mẹ làm đồ ăn sáng nhưng mà không gọi mình dậy, tại vì biết là em về đây muộn cho nên em cần nghỉ ngơi này kia, bố mẹ không làm phiền. Bố mẹ nấu đồ ăn sáng xong để sẵn trên bếp cho nó nóng vậy, khi nào em dậy thì em không có xuống một mình, tại em rất là ngại mà. Cho nên hai đứa Yuri xuống thì em mới xuống, hai đứa xuống thì lúc đó mới gặp bố, thì cũng ôm, thì cũng kêu rất vui được gặp bạn này. Em cũng gọi bố luôn, tại vì em không có muốn xưng hô tên nên em gọi bố luôn. Sau ngày hôm đó thì Yuri muốn là cho hai đứa đạp xe vào rừng, thì bố lại đi sửa xe đạp, bố đi tìm tòi sửa cái xe đạp cho em đi. Bố làm đồ ăn trưa thì em sẽ phụ bố dọn dẹp, còn nếu mà em nấu thì bố là người dọn dẹp. Có một cái nữa là tên của em, em giới thiệu em là Thúy. Mẹ cho không kết là ô Thúy, hoặc là gặp bạn bè bạn của mẹ mà đến nhà chơi, xong rồi bạn mẹ giới thiệu với bạn kêu là đây là Thúy. Mọi người biết tên lên tên Thúy, nhưng mà tiếng Phần, người Phần Lan hoặc người nước ngoài họ đọc thì hơi lúc đầu hơi khó một tí, tại vì Thúy thì chỉ có Yuri là người đọc đúng tên em thôi cho đến tận bây giờ, còn nhà em nhà chồng em thì ai cũng gọi là Thúy. Kiểu thế, có nghĩa là Yuri sẽ đọc là, nhưng mà khi mà em nói chậm lại kêu là Thúy
thì họ cũng đọc lại là Thúy 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 chứ không phải là Thúy hẳn luôn. Thế là nhưng mà thường thường thì sẽ gọi là Thúy, nhưng mà em quen với điều đó rồi cho nên không có gì phải là bận lòng, với cả em cũng thấy nó vui vui á. Cũng giống như là tên của chồng em cũng đọc không có đúng đâu, không phải là Yuri mà phải đọc là Yuri, nhưng mà em luôn luôn đọc là Yuri tại vì cái tên hơi khó đọc một chút xíu. Nhưng cho nên là em cũng thông cảm với nhà chồng em về cái vụ tên của em, em chỉ thấy nó buồn cười thôi chứ không có giận buồn hay gì hết. Qua đây thì em cũng mang quà Việt Nam, độ những đặc sản của Việt Nam. Mẹ chồng kêu là mang nhiều quá, thì bố mẹ chồng cũng thử hết tất cả mọi thứ, kể cả bánh pía sầu riêng, mặc dù là ăn xong là ói và thẳng vào nhà vệ sinh ói luôn tại mùi sầu riêng không chịu được. Sau đó thì mẹ cũng cho mượn xe, mẹ cho Yuri mượn xe chở em đi chơi từ Bắc vào Nam, cả nghìn cây số từ miền Nam ra Bắc, cũng giống như ở Sài Gòn ra Hà Nội hoặc ra Mũi, ra Điện Biên, Sơn La các thứ cả nhà, là đi tầm hơn 1.000 cây số. Thì mẹ đưa xe mẹ cho Yuri chở em đi chơi tầm 10 ngày, thì xong rồi mẹ cũng gợi ý là cho em đi nước láng giềng bên cạnh, bảo Yuri chở em đi chơi. Xong rồi đến cuối, trước khi em về Việt Nam thì mẹ dẫn em đi hái dâu, rồi em muốn mang quà về Việt Nam thì mẹ đi dẫn đi mua sô-cô-la hay là đi mua dâu tây đó. Nhà em có đi chơi về nhà gỗ để chơi, tại vì đó là một cái đặc trưng của Phần Lan, cho nên là nhà Yuri muốn em qua tháng 6 tại vì muốn cho em tham dự cái lễ hạ chí ở bên này, là cái ngày dài nhất trong năm ở Phần Lan á, ngày mà mặt trời chiếu sáng lâu nhất á. Thì lúc đó về nhà gỗ thì em cứ làm, tại vì em thích đồ Việt Nam thôi, em không có quen đồ Phần Lan, cho nên cứ vụ nấu nướng là em xung phong, tại vì em thích nấu đồ Việt Nam cho mọi người ăn á. Thì em cứ, tại vì đồ mình là phải ướp cả nhà, phải cắt rồi ướp gia vị chờ tiếng mấy tiếng, xong rồi mới bắt đầu lên nướng mà cũng không để cho quá cháy xém này kia. Bên này họ làm đơn giản lắm, họ là mua đồ sẵn về xong bỏ lên bếp rồi nướng xong thôi, còn đồ Việt Nam mình hơi phức tạp mà ha. Cho nên là em cứ làm như thế, xong mẹ chồng cứ than nha, mẹ thồng than vì thấy em chạy nhiều quá, kêu là Thúy, con phải nghỉ ngơi, con phải nghỉ ngơi, tại sao con cứ đi làm suốt như thế. Xong rồi bà ngoại của Yuri qua, bà ngoại Yuri là bà cụ cố của Bon á, ông bà qua chơi. Thì mẹ cứ nói với ông bà kêu là Thúy nó cứ đi làm, nó không chịu ngồi chơi gì hết. Xong mẹ kêu là mình thật là nhiều năng lượng, bà kêu là Thúy nhiều năng lượng á, tại vì mẹ cũng quá mệt mỏi cho nên mẹ chỉ ngồi nghỉ ngơi thôi, mà còn mình thì chạy sung sang như thế để làm. Rồi cũng rất là thích thú, em thích câu cá này, thích hái trái rừng này, thích làm cái này cái kia, nhất là nấu đồ ăn thôi. Tại mình ngồi không có gì, chẳng lẽ mà ngồi cứ nhìn này hả? Thì bên này họ làm việc quanh năm vất vả rồi thì khác, còn mình thì khác. Cho nên em không có quen cái việc mà chỉ ngồi nhìn như này đâu. Cho nên em phải làm một cái gì đó, hoặc đi chèo thuyền. Mà lúc đó em rất là lăng xăng, kiểu lúc đó còn trẻ chưa có con á, cho nên chạy nhảy rồi chơi mấy cái trò nghịch như của đàn ông á. Vẫn còn một điều là mẹ hơi sốc nhẹ, đó là mẹ nuôi 6 con chó đúng không cả nhà. Thì mẹ rất là yêu chó và thương chúng như là con luôn. Mẹ kêu là mẹ làm việc vất vả để cho chó của mẹ có cuộc sống tốt hơn. Nhưng mà cái lúc mà nhà em đang ngồi trong bồn ngâm nước nóng ở nhà gỗ thì em có nói là ở Việt Nam không biết là có phải em bắt đầu không hay là Yuri bắt đầu, thì em cũng sau đó thì em cũng có nói là ở Việt Nam thì ở Việt Nam và một số nước châu Á thì mọi người ăn thịt chó. Xong mẹ dừng người lên xong mà kêu ôi không được không, kiểu như thế. Còn thằng em thì nó đùa là khi nào nó về Việt Nam cho nó thử ăn thịt chó. Thì em kêu là lúc nhỏ em có ăn, nhưng mà sau này lớn lên thì em đã không ăn nữa. Thực ra là lúc nhỏ thì mình không có nhiều đồ ăn, không có nhiều lựa chọn, thì đó cũng là một món ăn cho gia đình mình thôi. Nhưng mà sau bây giờ thì em đã nghỉ không ăn nữa rồi, sau lớn lên thì em đã nghỉ không ăn thịt chó nữa rồi. Xong rồi mẹ thì mẹ sốc, tại vì mọi người ăn thịt chó, nhưng mà bên này mọi người lại yêu thương chó, nhưng mà mẹ không có ghét mình hay là không có ác cảm vì cái vụ đó. Thì mẹ cũng hiểu là mỗi nơi có một văn hóa khác nhau, kiểu là chỉ là sốc thôi, còn mỗi nơi có một văn hóa khác nhau thì mẹ cũng tôn trọng cái văn hóa đó. Cái lúc mà cái làm cho em cảm thấy thoải mái, em cảm thấy rất là thoải mái khi mà lần đầu ra mắt nhà chồng, thì lúc đầu hơi run nhẹ thôi, nhưng mà sau đó cảm thấy thoải mái, tại vì bố mẹ rất là dễ gần gũi. Mà nếu mà em nấu ăn thì bố sẽ là người dọn dẹp, hoặc là mẹ sẽ làm những cái thứ khác. Còn riêng về chuyện bếp núc thì em thường thấy, lúc đó em rất là ngưỡng mộ bố mẹ, và tại vì em thấy bố luôn luôn là cái người mà xếp chén dơ vào máy rửa chén và dọn chén sạch từ trong máy rửa chén ra. Còn mẹ thì sẽ dẫn chó ra ngoài đi dạo, mẹ đi làm về mệt thì dẫn chó ra ngoài đi dạo, mặc dù bố cũng làm việc. Với cả mọi người cũng có hỏi là bố mẹ làm gì, thì em nói luôn mẹ là y tá. Bây giờ mẹ vừa rồi mẹ có học lên cao hơn nữa, có nghĩa là mẹ hơn 50 tuổi rồi, nhưng mà vừa rồi mẹ vừa học vừa làm.
tại mẹ không có muốn an vị ở vị trí y tá, bây giờ mẹ muốn làm về chăm sóc vết thương hoặc khâu tay các thứ đồ đó, thì mẹ học cao lên một tí nữa là vừa học vừa làm luôn, và mẹ cũng đã tốt nghiệp rồi, rất là giỏi luôn, quá 50 tuổi. Nhưng mà bên này họ khát khao được học và kiểu giống như là không có giới hạn bản thân luôn á cả nhà. Còn bố thì làm IT, kỹ sư phần mềm. Còn nhà chồng em thì đa số là kỹ sư hết. Yuri là kỹ sư, thằng em là cũng kỹ sư, thằng út cũng kỹ sư, người yêu thằng hai cũng kỹ sư, người yêu thằng út cũng là kỹ sư luôn. Là cả nhà đều là kỹ sư, chỉ có mẹ là y tá và em chưa có làm gì hết. Thì tương lai thì em, trước đây em cũng tính là sau này sẽ học y tá, nhưng mà em đang suy nghĩ về cái vấn đề này, em cần phải học tiền trước. Thì cái lúc mà em về đây thì mẹ, đồ dơ của em, tại vì em không biết phải sử dụng cái máy á, máy giặt và máy sấy như thế nào, nó khác với cái máy giặt ở nhà em. Thì mẹ luôn là cái người bỏ đồ giặt cho em, xong rồi bỏ lên sấy, xong rồi mẹ sẽ đưa vào phòng, sau đó mình tự xếp. Có khi thì mẹ xếp cho mình luôn, còn có khi thì mẹ để đó để cho mình tự xếp, hoặc là Yuri sẽ là người mang giặt và sấy. Thực ra thì em không cần phải làm gì hết, tại vì em là cái người qua chơi, cho nên bố mẹ cứ bảo là em nghỉ ngơi đi á. Nhưng mà em những cái việc về nấu ăn thì em rất là lăng xăng và động tay động chân, và em cũng muốn giới thiệu cái ẩm thực của Việt Nam cho bố mẹ ăn, cho nên là em hay đi chợ châu Á. Lúc đó em không có biết cái chợ gần nhà em, mà em phải đi xa lên thủ đô để đi chợ châu Á, chợ Thái để mua đồ về nấu. Thì mẹ, những hôm nào mà mẹ đi làm về thì mẹ sẽ chở em đi, hoặc là đa số là mẹ sẽ là người chở em đi mua đồ châu Á, tại vì giống kiểu là em mới qua thì em thèm mì tôm này, mì tôm của châu Á này, rồi mấy món ăn của châu Á mình á, thì em làm cho cả nhà xem, cả nhà ăn. Thì đa số thì mọi người đều thích món ăn của Việt Nam và cái gia vị của Việt Nam, tại vì nó đậm đà và thơm. Nhưng mà mẹ không ăn chân gà. Cái lễ mùa hè mà mọi người đều thức thâu đêm để đốt lửa và chờ đón cái ngày dài nhất trong năm á, thì em có làm món chân gà nướng. Thì lúc đó có nhiều bạn Tây lắm, có nhiều bạn Tây cũng tham gia cùng mấy bạn đó là em của mấy đứa em. Thì em nướng thì hầu như tất cả mọi người đều thử, đứa em thì ăn rất là nhiệt tình. Mặc dù lúc đầu mà em đưa cái chân gà cho mọi người xem, cái lúc mà chưa nướng thì ai cũng kêu là làm sao mà ăn cái này, ở bên này họ còn không có dùng cho chó luôn, bên này họ còn không có cái cho chó ăn chân gà luôn, không cả nhà. Thế là em nướng lên thì mọi người đều khen ngon, tại vì cái gia vị của nó. Tại khi chén lần đầu ra mắt bố mẹ chồng em thì không có gì là sợ hay là đặc sắc hết. Chị mẹ chỉ hơi sốc một chút xíu, còn em thì hơi run một chút xíu, nhưng mà mọi chuyện rồi đâu lại vào đấy. Em rất là thích bố gia đình của Yuri cái lần đầu đó, cảm thấy bố mẹ rất là thoải mái, cả nhà rất là khăng khít với nhau, kiểu như là nói chuyện với nhau như là anh chị em hoặc là những người bạn cùng tuổi cả bố mẹ luôn, lại vui trở lại kiểu thế. Thì hôm nay em trả lời như thế thôi, em nói hơi dài dòng rồi. Cả nhà hãy cùng xem em on một chút xíu nhá. Em on chơi Lego hả? Em on chơi xếp hình hả? Con đang xếp cái gì đó? Mẹ xem nè, mẹ xem con xếp gì nè. Con xếp từ từ thôi, không vội đâu nhá. Nãy giờ con xếp được từng này rồi hả? Nhiều quá. Này. Em on đang tập xếp hình cột cô chú ạ. À. Đây là một cột. Vào, xong rồi, giỏi quá nhờ. Đây là em bon xếp lại hết đó cô chú. Đang xếp hình cột này. Biết xếp hình cột này là cũng giỏi rồi. Tại ở dưới này có cái nút, phải phân biệt được cả cái nút nào chồng lên nút nào á. Là giống kiểu hai cái nút này thì không chồng vào nhau được này. Này thì không xếp lại được này. Nhưng mà em bon biết là phải chở cái này lại để xếp. Nãy giờ tự chơi một mình không có phiền bố mẹ luôn đó cô chú ạ. Nãy giờ con xếp được nhiều đồ đó hả? Nãy xếp mấy cái cột rồi tính xây nhà hả con? Giỏi quá. Về bây giờ đi ngủ chưa? Đi ngủ cho con. Nãy giờ chơi một mình thương quá nhờ. Chơi một mình mà không phiền bố mẹ luôn á. Con cần bố giúp không? Được rồi. À không đúng hả? Không đúng cái đó hả?
À, con thích cái hình vuông thôi, không thích cái dài đâu. Ok. À, không thích cái dài. Mẹ tìm hình vuông cho. Cái này hả? Con tìm cái này hả? À, tìm được cả màu vàng rồi. Thích gì? Thích hình vuông thôi. Đây. Ừ, không có gì con. Về giỏi quá. Đấy. Đó, thích hình vuông thôi ha. Tại vì em Bon đang xây hình vuông á cô chú. Con đèn mạnh quá nó rớt rồi. Ai mà sạch sẽ thơm tho thế nhỉ? Cho thơm miếng coi. Bon tắm xong hả? Cho mẹ thơm miếng ai? Thơm mẹ miếng. Daddy come here. Bụng bự đâu? Bụng bự đây mà. Đúng rồi, bụng bự đó hả? Đúng rồi, bụng bự. Cái bụng bự. Trời ơi. Sợ thằng Bon quá đi. Cho bố miếng, cho bố miếng tutti đi. À bye bye hả? À. Anna cứ tutti scale. Anna tutti scale. Không. Anna. Mày bé hả? Mày bé hả? Oh, where do you want to go? You want to go to the living room? À, cô cu ở đây hả? Đây, ra tìm Kiki, sợ quá. Bây giờ vào ngủ nha. Em Bon bye bye nào, bye bye đi ngủ nè. Bye bye. Bye bye cô chú ông bà, cả nhà ngủ ngon, em Bon đi ngủ trước, bye bye. Mi gió thế nào nhỉ, mi gió không? Mi gió đâu? Mà giỏi quá chủ, ôi rất lắm. Rất mà tù tì, bên kia đấy, sau lưng con này. Đó, trời ơi, tội chưa nè. Mi gió mà rất mất tì giả của em rồi. Trời ơi, mi gió có hai phát mà rất mất tì giả. Nhà em Bon nhỉ, mi gió có hai cái mà rất luôn tì giả. Bây giờ đi ngủ nha. Chờ tóc khô đi ngủ nha. Ngoan quá. Đi ngủ, qua giường ngủ, qua giường. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của nhà em ngày hôm nay. Mọi người hãy đăng ký kênh, chia sẻ video và like nhiệt tình video của nhà em. Hẹn gặp cả nhà vào ngày mai. Bye bye cả nhà.